quý vị và các bạn, tiếng cồng tiếng chiêng đã trở thành những nét văn hóa đặc trưng đầy sức quyến rũ, và tiếng cồng chiêng là đời sống của người Tây Nguyên. Và khi tiếng cồng tiếng chiêng vang lên thì chúng ta có thể cảm nhận được một không gian của núi rừng xanh thẳm, những sinh hoạt cộng đồng của buôn làng. Vâng, và đến với chương trình ngày hôm nay thì với ca khúc Tiếng Cồng, một sáng tác của nhạc sĩ Khánh Hòa, mang đậm những giai điệu của Tây Nguyên, sẽ đưa quý vị và các bạn đến với một câu chuyện cổ tích từ ngàn đời xưa của mảnh đất đầy nắng và gió này. Như tiếng thác đổ, như tiếng suối ngàn, hay gió lộng của đêm nên men say nghiêng rừng. Với tiếng hát ai lộng giữa đất trời, những đôi mắt như muôn vì sao nghiêng nghiêng mơ màng xa xăm. Như đang nghe lại chuyện mù mi trên non cao, và đôi cánh sương bling bay lên, chuyện bao người ra đi, và tiếng cồng mang theo. Rồi một ngày qua núi, núi cao núi cao, rồi một ngày qua rừng sâu, gió mưa bao sâu, rồi một ngày dừng chân nghe rừng hát, rồi một ngày mùa xuân núi rừng hát. Như tiếng suối ngàn hay gió lộng của đêm nên men say nghiêng rừng. Với tiếng hát ai lộng giữa đất trời, những đôi mắt như muôn vì sao nghiêng nghiêng mơ màng xa xăm. Như đang nghe lại chuyện mù mi trên non cao, và đôi cánh sương bling bay lên, chuyện bao người ra đi, và tiếng cồng mang theo. Rồi một ngày qua núi, núi cao núi cao, rồi một ngày qua rừng sâu, gió mưa bao sâu, rồi một ngày dừng chân nghe rừng hát, rồi một ngày mùa xuân núi rừng hát. Tiếng cồng vang buôn làng rộn ràng, những bàn chân với cung điệu nhịp nhàng, và bao chàng trai cô gái lớn lên giữa tiếng cồng đại ngàn. Tiếng cồng vang buôn làng rộn ràng, những bàn chân với vũ điệu nhịp nhàng, và bao chàng trai cô gái lớn lên giữa tiếng cồng đại ngàn. Thưa quý vị và các bạn, quả thật rằng hoa Đà Lạt đã trở thành một thương hiệu riêng và không thể nào không nhắc đến Đà Lạt Hats Farm, phải không ạ? Và trong chương trình ngày hôm nay thì Hà Yên cũng rất may mắn khi vừa được tham quan, lại vừa được có dịp là được học hỏi các nghệ nhân cắm hoa nghệ thuật. Và mời quý vị và các bạn hãy cùng tham gia với Hà Yên quý vị nhé.